Mình là Nguyễn Trọng Hiếu, 22 tuổi và mình sinh ra và lớn lên ở tại Đức. Trọng Hiếu là một người sống rất tình cảm và rất là lạc quan. Và một cái tính xấu của Trọng Hiếu là Trọng Hiếu hay trễ giờ. Cảm xúc của Trọng Hiếu bây giờ là rất hạnh phúc tại vì là gia đình từ bên Đức sang và đang ngồi trong sân khấu. Và có cả bà ngoại của Trọng Hiếu và cả họ hàng từ Hà Nội về đây. Thế là Trọng Hiếu sẽ cố gắng hết mình và let's enjoy the moment. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, I like to go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without the room. Because I'm happy. Clap along. Happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel that's what you wanna do.